皆さん、おはようございます。しんちゃんこんばん。今日はね、第2課を続けます。Hôm nay chúng ta sẽ đi học tiếp tục vào bài số 2. Trong bài số 2 này thì các bạn, mình nhắc lại qua một chút liên quan đến bài số 1 là chúng ta về nói về giới thiệu bản thân mình. Ví dụ như là tên này, watashi wa an desu. Giới thiệu tuổi, watashi wa hadachi desu, 20 tuổi. Đúng không ạ? Họ giới thiệu về quốc tịch. Watashi wa Vietnam人 desu. Giới thiệu về nghề nghiệp. Watashi wa engineer desu, là kỹ sư. Giả sử là như vậy. Vậy thì sang đến tiếp tục bài số 2, chúng ta sẽ đi tiếp tục nghiên cứu về câu danh từ. Và trong bài số 2 này, chúng ta sẽ nói về danh từ chỉ sự vật. Với danh từ chỉ sự vật thì trong phần từ vựng các em đã học trong cái phần video phần từ vựng hôm trước rồi ý, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những cái đồ chỉ sự vật. Chả, ikimashu. Và vẫn với mục tiêu rằng một ngày cố gắng 1%, 1日は 1% 頑張ります。じゃあね、頑張りましょうね。いきます。 Vậy thì khi nói với danh từ chỉ sự vật, chúng ta sẽ sử dụng cái từ thay thế cho cái N1 bằng kore, sore và are. Và đối với ba cái từ này thì thay thế cho, nó sẽ mang ý nghĩa là cái này, cái đó, cái kia. Khi nói một cái sự vật mà ở gần người nói, giả sử trường hợp người này nói, và cái sự vật này, đây là home, nó ở gần anh ấy, thì khi đó sẽ sử dụng kore. Nhưng đối với cái sự vật này mà xa cái người nói, giả sử nói là anh này, cô này, thì khi đó sẽ nói là それは本です。Khi sự vật gần cả người nói và người nghe thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng これ. Trong trường hợp đấy chúng ta sẽ nói là gì? これは本です。Trong trường hợp sự vật xa một chút cả người nói và người nghe thì khi đó đều dùng それ. Cho nên có câu là gì? それは本です。Khi một cái sự vật ở xa hơn nữa kia thì khi đó sẽ sử dụng à để cho cả người nói và người nghe. Xin sẽ nhắc lại, これ là thay thế cho sự vật ở gần người nói, それ xa người nói, và à để xa cả người nói và người nghe. Trong trường hợp này chúng ta sẽ có これ. Trong trường hợp này anh này ở xa hơn sẽ sử dụng それ, và ở gần cả người nói người nghe sẽ sử dụng これ. Hơi xa một chút cả người nói và người nghe sẽ sử dụng それ, cái yếu tố này sang đây đúng không ạ? Và xa tít một hơi cả người nói và người nghe thì sẽ sử dụng あれ. Một điều lưu ý nữa là với これ, それ và あれ chỉ dùng cho sự vật, chỉ dùng cho sự vật, không dùng cho người. Cho nên chúng ta không thể nói là あれ và A sang B sang です, hoặc それは A sang B sang です, A sang B sang です, いいです。すいません。cái này là gì? Tana. Giả lên xin xin mai sổ. Chúng ta có これは pen です。Chữ pen này chúng ta có thể sử dụng pen hoặc ball pen. Trong phần này có một chút lát nữa mình sẽ nói lại với các bạn. Nhưng trước đây chúng ta nhìn này, người nói là người này, cho nên là sẽ đi với これはペンです。Nhưng trong trường hợp này それはペンです。Đây, người nói là người này. Thế nữa, あれはペンです。Sự vật này xa cả người nói và người nghe. いいですか? Nhưng trong phần này có một chút liên quan đến trợ từ vá. Hôm trước trong bài 1 mình có nhận được phản ánh từ các bạn rằng des cũng có nghĩa là. Tại sao wa cũng có nghĩa là? Sự thật không phải là như vậy. Wa là trợ từ đứng ở đằng sau cái chủ thể đằng trước nó. Ở đây được gọi giống như chủ ngữ trong tiếng Anh hoặc trong tiếng Việt ấy. Cái này chỉ chỉ chung chung cho sự vật thôi. Và trong bài 1 ấy thì watashi và
tôi ý, thì cái từ trợ từ va này này nó bổ sung ý nghĩa cho đằng trước của nó. Cho nên khi nói chúng ta sẽ, nếu như các em muốn ngắt, các em sẽ đến chỗ này em ngắt areva, soreva, koreva. Chứ chúng ta không nói koreva, các em lên giọng lên một cái như này, hoặc soreva lên giọng như này một cái, hoặc areva các em lên giọng như này một cái. Và đó là một trong những nguyên nhân mà học tiếng Nhật hay là người Việt nói tiếng Nhật rất là chán. Và đến chỗ này nó cao vút lên rồi thì khi đó chúng ta sẽ không thể xuống được nữa. Và chính vì lý do đó là một lý do mà... Thứ hai, this. This đứng cuối câu thì nó nằm trong vai trò là chủ ngữ. Định là sang bài số 6 thì mình sẽ giải thích, nhưng mình sẽ giải thích sơ qua ở đây luôn. Tiếng Việt này chủ ngữ này, động từ này, tân ngữ. Nhưng ở trong tiếng Nhật thì nó lại ngược lại, chủ ngữ, tân ngữ, sau đó đi đến động từ. Và cái động từ ở trong phần này, cái this này, nó giống như động từ trong tiếng Anh. Đôi khi nó dịch là, đôi khi nó dịch là ở, đôi khi dịch thì, và đôi khi không dịch gì hết đi trong câu danh từ. Thì sẽ có một cái phần mình chia sẻ riêng nhỏ nhỏ về những phần nâng cao, mà những cái phần mà các em sẽ trao đổi, ví dụ như là đi với cách sử dụng của this như thế nào. Thì một phần nữa liên quan đến bài số 8 đi với tính từ, và một loạt những cái bài mà liên quan đến tính từ và danh từ sâu hơn nữa thì mình sẽ có một cái bài riêng cho các em. Nhưng trong phạm vi của bài số 2 như thế này, các em cứ hiểu rằng this ở đây mang ý nghĩa là, và nó đứng ở cuối câu. Và trong tiếng Nhật, động từ luôn luôn đứng ở cuối câu. Yoroshi desu ka? Tsuzukemasu ne? Ja, nenshu shimashou. Pen desu. Trường hợp này sẽ là gì? Sao người nói? Sore wa? Pen desu. Tiếp nữa. Are wa? Pen desu. Ja, mou ichido ne? Câu này sẽ là Jaminasan itte kudasai. Mời các bạn nào đi ạ. Các bạn có 10 giây để nói câu này. Tsugi, kore wa? Câu này chúng ta sẽ sử dụng là gì? Sore wa. Tsugi. Sao cả người nói và người nghe. Hey, arigatou gozaimashita. Tsuzukemasu ne. Chúng ta tiếp tục nhé. Vậy thì mẫu đầu tiên chúng ta đi học đó chính là đi với これ, それ, あれ, cái này, cái đó, cái kia. Và trong phần này thì mình đặt câu hỏi luôn, nó là cái gì? Nan desu ka? Trợ từ cá đứng cuối câu làm câu hỏi. Và khi trả lời về thì chúng ta sẽ trả lời. Nếu trong văn nói bình thường thì chúng ta sẽ chỉ cần trả lời, hỏi cái gì trả lời cái đó. Và thường cái chủ đề của câu, chủ ngữ của câu này thì chúng ta sẽ không cần phải nói đến. Và ở đây trợ từ và trong phần này vẫn là trợ từ để chỉ cái chủ thể đằng trước này, không phải mang ý nghĩa là nhé. Là this mới là. Còn trợ từ và là trợ từ đi theo cái chủ thể ở đằng trước đó để nhấn mạnh vào cái chủ thể đó. Đây, đó, kia, là, cái gì vậy? Nặn. Và mình vẫn nói rằng kore sore wa are đi với danh từ chỉ sự vật, cho nên là trả lời sẽ về với danh từ chỉ sự vật desu. Chỉ sự vật thôi nhá. Chứ chúng ta không nói là kore wa A san desu, sore wa B san desu, hoặc are wa C san desu. Chúng ta không thể nói cho người được. I desu ka? Ja, tsuzukemasu. Bây giờ các bạn nhìn vào phần hình ảnh này, chúng ta sẽ làm hai việc. Việc thứ nhất, nếu như để không như thế này, mình đặt câu hỏi これは何ですか? これは何ですか? Và thậm chí trong phần này, chúng ta sẽ đi hỏi với hai cách. これ? 何? Đây là sử dụng trong thông thường và các bạn hãy nhìn vào tranh và chúng ta sẽ thực hành.
Vị nhìn vào đây, mình sẽ đặt câu hỏi là gì? これは何ですか? Các bạn sẽ trả lời là gì đây ạ? Hỏi cái gì, trả lời xuống cái đó. Không cần phải これ, それ, あれ. Vậy là gì? Hồn です. Các em lưu ý, với これは何ですか? Là chúng ta sử dụng lịch sự. Nhưng về sau chúng ta học thông thường, chúng ta chỉ cần là これ何? Và sang Nhật thì các em hầu hết các em sẽ sử dụng thông thường như thế này. Nên trong các cái ví dụ, CC mong muốn các bạn sẽ làm hai việc. これそれあれは何ですか? Hoặc これ何? それ何? Hoặc あれ何? いいですか? Với tình huống này, hai bạn nhìn sang nhau và đặt câu hỏi chính với từ đi với từ hôn này. じゃ、どうぞ。10分あります。質問と答えをやってください。Các em có 10, すみません、10秒。Các em có 10 giây. Và với hai tình huống đi với これは thì 10 giây. これ何? Cũng có 10 giây. Vậy có 20 giây, không phải là 20 phút, xin lỗi. Có 20 giây, các em nói cho tình huống này. Xin xin nhắc lại này. これは何ですか?本です。はっ。これ何?本です。じゃ、どうぞ。皆さん、二人で練習してください。はい、bạn luyện tập với nhau。chúng ta hỏi, rồi trả lời với người được trả lời rồi lại hỏi ngược lại như vậy.いいですか? Chúng ta hỏi bằng hai cách. いいですか? 続けますね。はい。どうぞ。二人でやってください。ありがとうございます。ちょっとだけで hỏi、これそれは何ですか?は、これは、それ、あれ、なに?は、チャラベ、本です。あ、すいません、ノートです。どうぞ、20秒、ガイムがハイムザイブ、はい、チャラベ。はい、続けます。どうぞ。はい、ありがとうございましたね。じゃあ、皆さん練習日を開いて、5分があります。やってください。これもね、皆さん話しています。それから皆さんも記録してくださいね。trong phần 練習日、các em cũng sẽ làm theo hai cách, làm theo hai bước. Bước thứ nhất, các bạn nhìn vào trong đó, các bạn đọc đi đọc lại nhuần nhuyễn, sau đó có thể các bạn ghi viết vào trong đó cũng được.Và tiếp theo nữa là các bạn hãy lấy cái ghi âm, ghi cái phần ghi âm đó của mình lại. Và toàn bộ cả một cái bài học này từ trên xuống dưới, các em sẽ ghi âm, sau đó cái bài ghi âm mà các em học theo sensei này này, các em sẽ gửi lại bài. Yoroshi desu ka? Sensei nhắc lại, các em hãy mở phần Nenshomi ra, luyện tập. Chúng ta có 5 phút. Sau khi luyện tập xong, chúng ta lại ghi âm và ghi âm suốt cho cả một bài. Sau đó các em gửi cái bài đó lại cho sensei.자, 5분, 도저. そして年収日, 목바, 쿵 vậy. 5분, あります.
Nên siêu tục khi nó cứ stick ra xài nè. Các bạn vừa luyện tập và vừa ghi âm vào. Chà, nên siêu xì mộ cô hưng ả đềm ác. Đếm ơ sức xì mì tức ra xài. Trong phần nên siêu xì chúng ta sẽ có ở bên Nhật thì cái gọi là lễ nghĩa nó khá là quan trọng. Cho nên mới gặp hoặc là dịp bất cứ một cái dịp hay là mới kể cả mới gặp hay là họ rất hay tặng quà, nhưng hầu hết thì họ không tặng những cái quà lớn và những cái rất là nhẹ nhàng nhỏ nhỏ thôi. Một cái thời gian dài mình chia sẻ, một thời gian dài mà mình làm việc với Nhật, họ tặng những cái rất là đáng yêu mà các bạn không thể tưởng tượng ra nổi được. Shinjiraremasen. Và sau này các bạn sang Nhật thì mình muốn các bạn thấm đẫm được cái văn hóa đó ngay từ cái phần Nenshushi này. Và mình mong rằng các bạn sau phần này các bạn sẽ có một cái video riêng về Nenshushi này. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu xem tình huống nó là như nào nhé. Kore omiyage desu. Ở trong phần này chúng ta có hai từ, đó là từ omiyage và từ presento. Trước đó, Sensei sẽ giải thích một chút như sau. Obiyage đó là cái món quà giống như là đặc sản của chúng ta vùng miền. Ví dụ chúng ta vào có bánh gì của ta? Bánh cuda hả? À đó. Thế còn presento thì nó chỉ là present trong tiếng Anh. Nó chỉ là món quà thông thường thôi. Và chúng ta có cái phần này các em phải học thuộc. Và sau này em sẽ thay cái từ omiyage hoặc presento là tùy các em. Tùy theo đó là đặc sản hay là món quà. Và phải học thuộc. これお土産です。え、何ですか？コーヒーです。どうぞ。どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。Dịch qua một chút. Đúng không? Đây là お土産。món quà. Nhưng mà ý là gì? Món quà là nó là cái đặc sản đó. Hoặc là gì? Món quà. Hey, nan desu ka? Cái gì vậy? Kohi desu. Dozo. Đó là cả phê. Xin mời anh. Rất cảm ơn. Chúng ta sang Nhật thì hay tặng cà phê, hạt điều. Cà phê của Nhật thì nó nhẹ hơn rất là nhiều. Ok. Giờ nè. Phần này sẽ mong các bạn có 7 phút và mình muốn rằng sau bài học này các bạn sẽ có một cái video về món quà như thế này. Và chúng ta có thể dùng presento đó bằng home này để các em làm này. Đây là một phần gợi ý và trong cái phần này thì lát nữa mình sẽ dành lại 7-8 phút cho các bạn. Các bạn có thể dùng toke là cái presento. Các bạn có thể sử dụng chisho là presento. Các bạn có thể sử dụng chocolate là presento. Idesuka? Dạ, ima 5分 2人 で練習して、それからは記録じゃなくてビデオを作ってください。Phần練習シーン này đi tặng món quà, 先生đề nghị các bạn sẽ làm video. よろしいですか?じゃあ、5分を続けますね。目的は、chúng ta sẽ học là câu hỏi xác nhận thông tin có phải chấm chấm không? 先生có tình huống これ hoặc それあれは danh từ đi với sự vật đi với ですか? Và trả lời về hay. Và chúng ta sẽ có thể là có hai cách trả lời, hay đi với danh từ đó và đi với des, hoặc chúng ta chỉ cần trả lời là hay so des. Đôi khi chúng ta chỉ cần là e so des hoặc so des. Nếu trường hợp không phải thì chúng ta sẽ có cách trả lời khác. Nếu bình thường chúng ta sẽ là cái danh từ phủ định của des chính là dạ arimasen hoặc đều arimasen thì chúng ta sẽ là gì? Ie. Cái danh từ này cộng với cha arimasen hoặc deva arimasen. Tuy nhiên không muốn nhắc lại cái danh từ này nữa thì sử dụng một cái từ đó là so. So là như thế như vậy. Không, không phải vậy. Và đưa một cái danh từ khác vào. Chúng ta còn một cái cách khác nữa. Nó nói là ie chigaimasu. Không, không phải như vậy. Nhầm rồi. Hoặc chúng ta dùng thể ngắn và cái thể này thì CNC muốn các bạn thực hành.
違う chính là違います. Một vài bài nữa thì chúng ta sẽ liên quan đến cái động từ chia thể thông thường. Sang đến bài 6, còn không thì có sẽ là bài 4. It is có. Xin xin nhắc lại. Chúng ta xác nhận thông tin đây, đó, kia có phải là cái N không? Nếu đúng, hay hoặc e danh từ đó, des. Hoặc chúng ta có thể trả lời là hay, so des. Vâng, đúng vậy. Hoặc e, so des. Không đúng, ie, so ja arimasen. Và chúng ta đưa một cái danh từ khác vào. Không phải như vậy cũng có thể nói ie, chigaimasu. Và đưa một danh từ khác vào. Hoặc chigau. Và cái phần này là phần lưu ý mà chúng ta hay sử dụng. Vậy thì đối với mẫu này chúng ta sẽ làm được rất nhiều cách nói. Đây, mỗi vấn đề giá trị không thôi. Sensei sẽ hỏi, これ là giá trị ですか? Nếu đúng, hay giá trị です. Hoặc, え, giá trị です. Hoặc, hay, そうです. Tiếp, これ là, chỉ vào cái này đúng không? これ là giá trị ですか? え, 違います. Hoặc, 違う. Và phần này còn có thêm chính là gì? Ie đi với một cái danh từ khác đi vào des. Minasan wakaremashita ka? Ja, tsuzukemasu ne. À. Và chigau. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào các tình huống đó và chúng ta sẽ thêm một câu đó. Đi với kore, sore, are wa, danh từ đi với desu ka? Hoặc chúng ta kore, sore, are wa. Sửa mà dạy, kore, sore, are, và không cần trợ từ vá luôn. Danh từ đi với desu ka? Đúng thì trả lời là hai chấm chấm, như vừa chúng ta vừa nói, hoặc nhé. Và chúng ta thêm một từ đó là a, so desu ka, domo. À, ra vậy à, xin cảm ơn. Các bạn có 5 phút luyện tập cho phần này. Với luyện tập của phần này, Sensei cũng mong các bạn sẽ thực hành xong, sau đó sẽ có cho mình một cái video. Video nha, tức là quay màn hình đó. Idesuka, tình huống ở trong phần này có thể gợi ý đây có thể là CD. Gợi ý có thể là coffee. Có thể là kasa. Dạ, 5 phút, negaishimasu. Các bạn có 5 phút, xin mời các bạn ạ. Hai, nenshubi mo hon de hirakatte nyatte kudasai. Trong phần luyện tập, phần nenshubi, minasan cũng có 5 phút để làm phần này. Vậy là chúng ta có 10 phút cho hai phần hội thoại này. Yoroshii desu ka? Ja, 10 phút onegaishimasu. Xin các bạn làm đúng trong 10 phút nhé. Ja, tsuzukemasu. Sang mẫu thứ 3, chúng ta có câu hỏi của sự lựa chọn. Lựa chọn ở đây là đây, đó, kia là N1 hay N2? Ở trong phần này, mình nhấn mạnh một chút N1 với N2 này trong trường hợp nó phải gần giống với nhau. Ví dụ là chúng ta có số 1, ví dụ là chi với cả si chi, số 1 với số 7 chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ đặt câu hỏi sự lựa chọn. Hoặc sâu hơn nữa là cái phần là chúng ta sẽ hỏi là cái này là của cái ví dụ như là cái bút này của tớ hay là của bạn, cái quyển sách này là của cậu hay của tớ. Đại khái là như vậy. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi lựa chọn của bài số 2. Về phần trả lời thì lựa chọn lên có thể là gì? Nếu mà là N1 trả lời về N1, nếu N2 trả lời về N2 đi với des. Trường hợp không phải như vậy có nghĩa là phủ định hoàn toàn, không phải N1 cũng chẳng phải N2. Khi đó sẽ sử dụng ie hoặc so ja arimasen. Hoặc ie hoặc chigau.
Và chúng ta sẽ đi với một cái danh từ khác đáp vào đây. It is có. Và phần này nó mang ý nghĩa là gì? Đây, đó hoặc kia là N1 hay N2. Nếu mà là N1 thì là N1 hoặc là gì? N2 là N2. Còn không, không phải. Chính là phủ định hoàn toàn. It is có. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào phần này và chúng ta sẽ luyện tập tình huống như sau. それは変ですか? サプメンシルですか? それは変ですか? サプメンシルですか? Các bạn nhìn vào đây thì sẽ là đấy. 変 hay サプメンシル?変ですね。はい。như vậy sẽ trả lời là gì? 変です。はい、サプペンシル。じゃあね、ちょっとこう、tình huống。ちょっと待って、これ、それはペンですか?サプペンシルですか?あ、lựa chọn。Không biết cái bút này là bút chì kim hay bút bi. Đây là bút gì ạ? Bút bi desu ne. À, pen desu. Ii desu ka? Chứ ne, nói rằng bây giờ sensei sẽ có hai tình huống. Sensei để cái phần này hon là sự lựa chọn. Vậy các bạn cũng futari de nhatte kudasai. Làm theo nhóm hai bạn như vậy, đặt câu hỏi và trả lời. Và phần này thì cũng mong các bạn ghi âm. Được rồi. 20 秒があります. Các bạn có 30 giây. Được rồi. はい、続けます. え、辞書と手帳、どうぞ。は、なら、辞書。20秒があります。どうぞ。じゃあ、続けます。シャープペンシルと、鉛筆、どうぞ。Các em nhìn phần lên Shubi, chúng ta cũng có 5 phút làm cho mục này. Cố hứng, onegai shimasu.Hãy chữ dự kiến mas. Chúng ta có một phần nữa. Hôm trước chúng ta nói về đến quốc tịch thì cái tên nước cộng với chin. Ví dụ Vietnam có Vietnam chin, Nihon có Nihon chin. Ít đấy cả. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi với phần cộng với go để tạo thành ngôn ngữ. Ví dụ Vietnam cộng go thành Vietnam go, Nihon Nihon go.韓国語、アメリカ語、tiếng Anh Mỹ nhá. Nhưng tiếng riêng tiếng Anh thì chúng ta có ego. Phần này mình giới thiệu qua như vậy thôi. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi với một phần liên quan đến trợ từ no ở trong phần này. Trợ từ no ở trong phần này với hai ý nghĩa phạm vi trong bài 2 chỉ sở hữu của ai đó. Thế thì đằng trước cái N1 này sẽ là danh từ chỉ người và chúng ta sẽ dịch ngược lại là cái N này này của ai đó.Ví dụ, anh sang nô hôn cuốn sách của anh A và trong trường hợp này mang ý nghĩa của. Hoặc, anh sang nô giá trị tạp chí của anh A, anh sang nô xin bướng báo của anh A, anh sang nô nô tổ quyển vợ của anh A, anh sang nô pen cái bút bi của anh A. Thứ hai mang ý nghĩa về lĩnh vực hay về cái.Thì trong phần này cái N2 này là cái N được gọi là các em tưởng tượng như thế này. Ví dụ là sách ấy,
Chúng ta có rất là nhiều sách này, sách tiếng Anh, sách tiếng Việt, sách toán. Thế thì tiếng Anh, Việt hay toán thì nó đứng ở đằng trước này. Giả sử đây là sách tiếng Nhật này, sách tiếng Anh này. Hoặc là tạp chí có rất là nhiều tạp chí, ô tô, xe máy, tạp chí về phụ nữ. Thế thì cái danh từ đằng sau này này là cái danh từ lớn. Thế cho nên mình mới nói ở đây là N nhỏ. Một no n2 và cái danh từ nhỏ này này nó trực thuộc cái n lớn này, sách về, ví dụ như này là sách tiếng Nhật thì nói về cái lĩnh vực đó là tiếng Nhật, tạp chí nói về tạp chí, nói về tiếng Anh cho nên là tạp chí tiếng Anh, it is cả. Và trong phần này với n1 no n2 như thế này, bản chất hai danh từ nối với nhau thì nó cũng chỉ là một danh từ thôi, it is cả. Và mình muốn nhấn mạnh thêm các bạn một chút ở trong phần tờ này. Đối với cái danh từ chỉ về sự vật đó, chúng ta sẽ hỏi nan no danh từ đi với sự vật đó, đi với des cá. Sự vật mà liên quan đến người, cái sự vật này này, của ai đó thì khi đó chúng ta sẽ hỏi da de no danh từ đó đi với des cá. Và bản chất của bài 2 vẫn học giống như bài 1, chính là N1 hóa N2 des. Nhưng N1 ở đây tạm thời đến bây giờ với vai trò là kore sore và are, và vẫn là trợ từ xác định cái chủ thể ở đằng trước của nó. Danh từ N2 ở đây trong phạm vi bài 2 này là sự vật. Cái sự vật này có thể là không, là một chuyển sự vật bình thường. Và sự vật ở thứ hai nữa đó là chính là sự vật đấy nói về cái lĩnh vực gì, sự vật đấy thuộc ai đó. Thế thì cả hai cái danh từ này vừa nối với nhau cũng là sự vật, cho nên mình mới nói rằng là vẫn là nằm trong câu danh từ N1 hóa N2 des. Des ở cuối câu vẫn mang ý nghĩa là nằm trong câu danh từ, hoặc có nghĩa là thì ở. Nhớ rồi sẽ des cả. Đối với giải thích nội dung N1 vật no N2, mình có như sau. Kagi, chìa khóa. Thế thì các em sẽ nhìn thấy chìa khóa có rất là nhiều loại chìa khóa đúng không? Và trong tình huống này là gì? Kuruma no kagi, chìa khóa ô tô. Ôi, chúng ta có chìa khóa xe máy, chìa khóa nhà. It is cả. Và sẽ đặt câu hỏi là đây là cái chìa khóa gì? Sẽ có tình huống như sau. Kore wa nan no kagi desu ka? Đương nhiên là phải trả lời về gì? Kuruma no kagi desu. Và nhìn vào tình huống này, mời các bạn sẽ nói trong phần này. Chúng ta có nature view 20 giây. Rồi rồi. Mouse, tình huống tiếp theo. Nhiều biểu mẫu Adimas đã rồi. Thêm có 20 giây. Chả ní chú biểu gà Adimas, chúng ta có 20 giây đã rồi. Nên chuẩn bị mẫu của hưng Adimas nhất từ cái giải này. Các em có phần luyện tập lên chuẩn bị 5 phút. Xuất nên chuẩn bị mẫu của hưng Adimas. Phần này chúng ta sẽ luyện tập về cái danh từ chỉ cái sự vật đó về cái lĩnh vực gì. Xin sẽ có tình huống. Soreba nan desu ka? Từ này đọc là nan. Soreba nan desu ka? これですか？英語の CD です。そうですか？じゃあ練習しようします。先生、こう、定語。
それは何ですか？あ、これですか？英語の CD です。そうですか。Vậy là chúng ta sẽ hỏi về cái đĩa này là cái đĩa về lĩnh vực gì. Nhưng chúng ta sẽ không hỏi là nano, mà chúng ta sẽ hỏi là gì. Đó là cái gì? À, cái này á, đó là đĩa tiếng Anh. Vậy à? Thậm chí các em có thể hỏi trực tiếp luôn. それは何の CD ですか？いいですか？じゃあ、皆さん、5分があります。vậy chúng ta có 10 phút cho phần luyện tập lúc nãy và cái phần lên siêu si mục 2 này. じゃあ、どうぞ。続けます。khi nói một vật sở hữu của ai đó thì chúng ta sẽ nói như sau. これ hoặc それ hoặc あれ は đi với danh từ chỉ người, đi với no cộng với danh từ vật thôi. Ví dụ sensei có tình huống これは mình sáng nó hôm です hoặc それは何さんの辞書です。và để không biết hỏi cái đó của ai thì chúng ta sẽ đi với誰の cộng với danh từ đi với ですか。lúc nãy sensei giải thích rồi. Nhìn tình huống này các bạn có thể nói được không ạ? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là gì? これは誰の辞書ですか？Giả sử là của Lan, vậy là gì? Lan san no jiso desu. Tình huống này sẽ là gì? あれは誰の本ですか？À, giả sử là mình đúng không? Vậy chúng ta sẽ trả lời là gì? Mình san no hon desu. Một phần nữa chúng ta sẽ có đi với kono, sono, ano. Bài 1 chúng ta đã có từ Ano hito wa dare desu ka? Người kia. Ano kata wa donata desu ka? Vị kia. Vậy thì sau kono, sono, ano nhất thiết phải có một cái danh từ. Và ở trong trên thực tế thì sẽ có ba cái danh từ, loại danh từ đó là danh từ chỉ người. Bài 1 chúng ta đã học Ano hito wa donata desu ka? Đúng không? Thứ hai chỉ sự vật chính là bài số 2 kono hon, sono hon, ano hon. Và thực ra sang bài 3 chúng ta còn có đi với chỉ địa điểm nữa, ví dụ như là ano tatemono, tòa nhà kia, vân vân, thì đến bài 3 chúng ta sẽ nói sau. Nhưng trong phạm vi của bài 2 nói về cái danh từ chỉ sự vật này này. Sự vật n này, n đó, n kia là của thuộc sở hữu của anh ấy hoặc là cái sự vật về chấm chấm. Tức thì ở đây cuối ở đây chính là chỗ này này là có cái danh từ mà chúng ta đã nhắc đến ở đây rồi. Nhưng bởi vì là đã nhắc ở chỗ này rồi nên ở đây không nhắc lại nữa. Nhưng nhất thiết trợ từ no phải có. Còn nếu không có trợ từ no ở đây, giả sử trường hợp này không có trợ từ no, câu sẽ hoàn toàn khác và không có ý nghĩa. Ví dụ là この本は A さんです。Thế nghiễm nhiên là gì? Cuốn sách này là anh A. この本は日本語です。Cuốn sách này là tiếng Nhật. それは全然ダメです。Như thế thì không được. いいですか？これは覚えてくださいね。Các em nhớ phần này. Chúng ta có ví dụ. Giả sử mình dùng cái ô và mình lại giới thiệu với, mình lại nhấn mạnh với các bạn tiếp. Bản chất vẫn là câu N1 và N2 des. Des vẫn mang ý nghĩa thì hoặc là hoặc ở hoặc chỉ đôi khi chỉ là đi trong câu danh từ. Cả cái câu này được gọi là câu danh từ này. Trợ từ và xác định chủ ngữ đằng trước nó. Thế thì ở trong phần này kono danh từ, sono cộng với danh từ, ano cộng danh từ, bản chất nó vẫn là một cái danh từ này thôi và trợ từ và ở đây vẫn xác định cả phía đằng trước nó. Mình nói rằng là A sang no cộng với danh từ bản chất ở đây là gì? Đã nói đến ở đây rồi, cho nên là chỗ này không dùng đến nữa, đúng ạ? Thế thì bản thân ở chỗ này vẫn là một danh từ thôi. Ví dụ, この鍵は mình sang no です hoặc その鍵は ngài sang no です và không biết của ai thì chúng ta lại hỏi誰のですか？
Ví dụ, この鉛筆は私のです。Yamakawa Kyoko. À, vậy thì là gì? これは私の鉛筆です。いいですか？Cái bút này là của tôi và tôi tên là gì? Yamakawa Kyoko. Cho lên siêu bi mục 6, lên siêu bi mục 7, lên siêu bi mục 8. Chúng ta có 15 phút cho phần luyện tập này. Luyện tập lên siêu si, các bạn có 5 phút nữa. Vậy là phần lên siêu si mục 3. Các em có tổng cả thể là 20 phút cho luyện tập phần này. Chúng ta có tình huống như sau. Konokasa wa Mira-san, sumasen. À đấy, sensei vừa nói thế, sensei viết sai. Mira-san no desu ka? Phần lên siêu si chúng ta có Konokasa wa Mira-san no desu ka? Ie, chigaimasu. Dare no desu ka? À, watashi no desu. Vậy là chúng ta sẽ hỏi một sự vật này thuộc về ai đó. Và các bạn sẽ đi theo nagare như thế này, trình tự như thế này. Và các bạn cũng có 5 phút cho phần này cộng với các phần luyện tập lên siêu si nữa. Ie desu ka? Chúng ta có thêm một phần luyện tập đó nữa. Chắc là cái mà chúng ta có thêm một phần luyện tập nữa đi với nan desu ka và dare no desu ka. Cái này là cái gì rồi, nó là của ai? Các bạn nhìn vào tình huống 1, 2, 3, 4 và làm. Chúng ta cũng có 5 phút của phần này nữa. Như vậy là các em có 25 cho đến 30 phút. Tiếp theo mục kaiwa. Mục kaiwa phần này thì mình nhấn mạnh cho các bạn これからお世話になります. Để tạo mối quan hệ với nhau thì trong cộng đồng người Nhật luôn luôn là có một cái là thăm viếng và tặng quà. Và phạm vi bài số 2 này, mục tiêu cuối cùng các em có thể làm được đó là các em đến thăm một nhà người Nhật nào đó, các em phải biết cách nói chào người ta một câu. Và tiếp nữa đó là nhờ vả, tạo mối quan hệ. Cái việc nhờ vả đây không phải là bảo anh làm cái gì với tôi, mà chúng tôi về sử dụng ở trong tình huống này. Mình sẽ nói như sau. Ở trong phần này sẽ có video, thì mình muốn là sensei sẽ chỉnh cái video đấy cho các bạn nhìn rõ hơn. Chúng ta luôn luôn sử dụng là chúng ta sẽ phải chào, chính là chúng ta sử dụng bài số 1. これからお世話になります. Từ bây giờ rất mong どうぞよろしくお願いします. Đó là những câu các bạn phải học thuộc. Hoặc こちらこそよろしく. Cái câu ano kore hông no kimochi này amari chukaimasen. Mình thì mình thấy là cách đây 20 năm mà lúc mà mình mười mấy năm mà lúc mình học ấy thì số chukau kana kore, lúc đấy thì sử dụng, nhưng bây giờ nó không dùng như thế này nữa. Và chúng ta sẽ lúc đấy chúng ta nói là gì? Kore present desu. Hoặc これ, お土産です. Đây là món quà. えですか? Và あどうもなんですか? Những cái phần này thì chúng ta lúc nãy chúng đã luyện tập rồi. Đó là những lưu ý mà các em phần phải nhớ và học thuộc lòng. Học thuộc lòng video này trong phần bài số 2. Và chúng ta sẽ phải làm video của phần này. Thay cho mình cái hokkimochi bằng presento hoặc là お土産. Thay cái món quà các bạn tặng làm trong lên sushi. Học thuộc lòng bài số 1 rồi thì phải nói lời chào với người ta theo các thời gian sáng, trưa, tối. Nếu sáng Ohayo, trưa, chiều, konnichiwa, tối, konbanwa, và giới thiệu tên mình. Sau đó học thuộc hai câu này. これからお世話になります. どうぞよろしくお願いします. Rồi tặng người ta món quà nào đó. これプレゼントです. Cho nên chấm và họ hỏi là cái gì thì nói ra. じゃあ, 第2課はそろそろここまで終わります. So ro so ro koko made owarimasu. Minasan shitsumon ga gozaimashitara kiite kudasai ne. Soshite ne, hyouka, 第2課の hyouka,
もうお願いします。例えば、いいこと、良くないこと、そして改善のことも含まれて送ってくださいね。trong bài số 2 này thì các em sẽ lưu ý cho những cái phần cấu trúc ngữ pháp chúng ta đã học. Ngoài ra, các em sau mỗi bài học, các em cũng đánh giá cho CNC ở trong phần phía dưới điểm tích cực, điểm chưa được và cần cải tiến của phần này. じゃあ皆さん、第3課をお待ちしてくださいね。các bạn hãy chờ bài số 3 tiếp tục nha. じゃあまた!